Chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách bó hoa hình gốc quế như thế này. Đây, các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình. Đây là một bó hoa ốc quế mà mình đã bó sẵn rồi. Sẽ có hình dạng như thế này nhá. Mình thấy kiểu bó này nhìn rất đẹp. Mà nếu mà bạn nào muốn bán ấy, thì làm như thế này bó vừa tiện vừa đỡ mất nhiều thời gian, mà giá bán ra thì cũng không quá đắt ấy. Thì khách hàng có nhiều lựa chọn. Bạn nào mà kiểu không có nhiều kinh tế ấy, thì các bạn có thể mua những cái bó hoa nhỏ như này kèm theo món quà. Mình nghĩ là sẽ phù hợp. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bó như thế này nhá. Nguyên liệu thì chúng ta cần chuẩn bị một số nguyên liệu như sau. Trước tiên là chúng ta cần một bông hoa hồng bằng giấy, hoặc là các bạn có thể áp dụng cái cách bó hoa này thành hoa tươi cũng được nhé. Đây là bông hoa hồng bằng giấy mà mình làm di băng này. Các bạn tùy chọn, ở đây mình chọn màu xanh chấm bi như thế này. Tiếp theo nguyên liệu chính sẽ là mình sẽ dùng giấy bó hoa. Giấy này thì mua ở các cửa hàng bán hoa đều rất là tiện và có nhiều nhá. Tiếp theo mình sẽ dùng giấy gấm hàn. Với cách bó hoa như thế này thì không nhất thiết là các bạn dùng giấy giống của mình nhá. Các bạn có thể tùy chỉnh cái giấy bó hoa mà các bạn có như thế nào cho tiện với mình nhất. Cái giấy lụa trắng như thế này thì các bạn có thể thay bằng cái giấy đây. Giấy tuyết à? Vải tuyết bó hoa hình như thế, mình chỉ nhớ mình thấy ở nhà có thì mình tận dụng thôi. Tiếp nữa là cái hoa sao khô như thế này. Ở clip này thì mình không có hoa sao khô vì nhà mình hết mất hoa sao khô rồi. Thì các bạn có thể dùng cái hoa cắm kèm trang trí tùy thích nhá. Hoa nào cũng được. Hoa bằng nhựa cũng được. Ở đây mình dùng hoa sao khô này thì nó rẻ thôi. Nhưng mà trong clip này thì không có, nên là bạn nào làm thì chịu khó gắn vào nhé. Đó, ở đây mình dùng cái giấy này cho các bạn dễ tìm này, dễ hình dung nhất này. Cái giấy này thì mình không biết là nhiều nơi chắc là cũng không có. Và bây giờ chúng ta bắt đầu làm nhé. Với cái giấy này thì các bạn gấp đôi lại cho mình. Rồi tiếp gấp đôi nữa. Các bạn cắt ra. Chúng ta chỉ dùng 1/2 thôi nhé. Đây. Tiếp theo giấy gấm hàn như thế này. Các bạn cũng cắt đôi ra. Chúng ta cũng chỉ dùng 1/4 tờ giấy thôi. Các bạn lại gấp đôi tiếp. Đây. Các bạn dùng súng bắn keo này. Có băng dính nữa. Băng dính nhỏ rồi. Đây là mình dùng băng dính to. Bạn dùng băng dính hai mặt nhé. Mình không biết là cái cuộn băng dính hai mặt của mình lúc nãy mình đã tìm thấy, bây giờ lại không thấy đâu nữa. Đây, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu gói nhá. Đầu tiên với cái giấy lụa này thì chúng ta sẽ gấp như thế này. Các bạn gấp như thế này cho mình. Các bạn đặt hoa vào. Đây là bông hoa mình chưa có hoa sao khô. Bạn nào có hoa sao khô thì các bạn dùng băng keo sáp. Đây mình có một cành, mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đây mình sẽ đặt cái hoa sao ở đây, sau đó thì mình dùng băng keo sáp nhé. Các bạn dùng băng keo sáp, các bạn cuốn lại như thế này. Ở đây mình không có nhiều hoa sao nên là mình
làm tượng trưng một bông đi nhá. Các bạn cuốn vào như này cho nó dính vào cái cành hoa hồng này. Các bạn làm xung quanh nhá. Mình hết sạch, không còn cành hoa sao nào luôn. Thế lại là các bạn làm tượng trưng như vậy. Mình làm tượng trưng cho các bạn xem nhá. Càng nhiều hoa sao thì nó sẽ đẹp hơn. Các bạn cuốn vào xung quanh bông hoa như thế này. Ừ, nó lại rụng ra rồi đấy. Đây, sau đó các bạn đặt vào phần giữa như thế này. Các bạn cuốn lại. Cuốn lại sẽ có hình dạng kiểu kiểu như thế này nhá. Đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng súng bắn keo này. Các bạn cố định cái bông hoa lại. Mình cũng bó, đây là lần bó thứ hai cho nên là hơi còn lúng túng một chút, các bạn thông cảm nhé. Đó, sau đó thì các bạn lại tiếp tục dùng keo nến, các bạn phết cố định chúng lại như thế này. Các bạn để ý là nếu có hoa sao khô ở xung quanh này ấy, thì nhìn bông hoa nó sẽ không bị... Đây các bạn nhìn thấy này, nếu có bó hoa sao khô nhìn nó sẽ khác hẳn luôn đúng không ạ? Đó. Bây giờ chúng ta sẽ bó đến cái phần thế này. Các bạn để ý là cái mặt bóng này bên ngoài này các bạn để úp xuống nhá, còn mặt bên trong các bạn đặt như thế này. Sau đó các bạn đặt hoa vào đây. Cũng tương tự các bạn dùng keo nến này, các bạn cố định phần bên dưới. Đây. Các bạn đặt sát cái chân này trên cao hơn một chút nhá. Hình dung ra chưa? Rồi các bạn đặt cuộn vào. Ở đây các bạn cũng dùng keo nến giúp mình. Đó. Được chưa? Như vậy là hoa sẽ không bị rơi nếu chúng ta dốc như thế này. Rất là chắc đúng không ạ? Đây, bây giờ phần này thì một là các bạn dùng keo nến, hai là không dùng keo nến nhé, các bạn dùng keo sữa. Đây, các bạn có thể dùng keo sữa này hoặc là băng dính hai mặt, hoặc là băng dính này mình thực ra là mình không có băng dính hai mặt đấy, cho nên là mình sẽ sử dụng cái cách mà mình vẫn làm, mà mình sẽ làm băng dính hai mặt từ băng dính này nhá. Thực ra là mình không tìm thấy cái băng dính hai mặt kia đâu, cho nên là mình sẽ dùng cái cách thủ công như thế này. Không biết có ai làm cái cách này giống mình không, nhưng mình sẽ dùng cái cách của mình. Đây. Đó.
Thực ra là dùng cái cách này thì nó không được đẹp lắm, tuy nhiên là hiện tại thì mình không có đủ dụng cụ để làm. Đó, như thế này nhá. Đây là bó hoa ốc quế sau khi chúng ta đã hoàn thiện. Các bạn dùng băng dính hay mặt thì nó sẽ rất đẹp và mịn như thế này này. Hoặc là dùng kem sữa nhá. Các bạn thấy chưa? Đã ra được một bó hoa rồi, mặc dù là nó không được lung linh như bó mình đã bó, vì là bó mình bó thì nó cái giấy tuyết này nó đã trang trí được rất nhiều, thêm hoa sao khô nhiều nữa thì nó đẹp hơn. Ở đây mình hướng dẫn cách làm thôi nhá, các bạn sẽ sáng tạo theo cách của mình nhá. Mình thấy phần này hơi dài thì mình sẽ cắt bớt đi. Bây giờ chúng ta sẽ làm nơ cho nó nhá. Các bạn dùng một đoạn chi băng bằng vải. Gắn nơ vào đây như thế này. Rồi còn phần cuối cùng là cái phần này đúng không ạ? Ra là mình, các bạn có thể gắn cái tên thương hiệu của mình ở đây. Có thì các bạn có cái logo ấy hay là cái gì đấy thì các bạn có thể gắn cái thương hiệu của mình lên đây nhé. Còn mình thì ra ra là mình tận dụng cái này là cái miếng lót bánh cupcake như thế này này. Mình sẽ cắt cái phần này ra, sau đó mình sẽ dán lên đây. Trùng hợp là nó cũng màu chấm bi như thế này, thì các bạn có thể dùng kéo cắt cái miếng bánh cupcake này theo cái phần đáy nhá, vòng đường tròn theo phần đáy của chiếc bánh cupcake. Các bạn gắn vào đây. Như vậy là chúng ta đã bó xong bó hoa hình ốc quế. Sau khi chúng ta hoàn thiện thì chúng ta sẽ được những bó hoa như thế này nhá. Bông hồng này mình làm hơi xấu nhưng mà cái độ mịn thì hoa bông kia sẽ đẹp hơn ạ. Đây các bạn có thể thấy bó hoa sau khi hoàn thiện thì sẽ như thế này. Các bạn có thể hoàn toàn có thể thay đổi giấy bó hoa, nhưng cho mình thì mình thích màu đen nên là mình làm hướng dẫn màu đen.
Các bạn có thể tận dụng những cái nguyên liệu mà giấy mà mình bó hoa thừa ấy mình cũng có thể làm được, vì là cái giấy này nó chiếm diện tích không nhiều. À, nó cũng cái kích thước của nó thì không to lắm ấy, cho nên là đây là mình hướng dẫn cái kích thước nhỏ, các bạn có thể thấy là chỉ bằng đây, mình để tay mình cho các bạn có thể nhìn rõ này. Còn bạn nào mà có thể ứng dụng làm hoa to hơn hoặc làm với những cái bông hoa, với những cái bó hoa to hay là nhiều bông ấy, thì các bạn cũng có thể làm kiểu tương tự như thế này được nhá. Tuy nhiên thì cái phần hoa thì các bạn nên buộc chặt lại ở phần gốc từ phần này trở xuống này, sau đó các bạn dùng keo nến để cố định lại nhé, không thì các bạn sẽ bị rơi nếu như các bạn dốc ngược hoa xuống như thế này. Đây là một cách chia sẻ của mình thì hy vọng là sẽ giúp ích cho các bạn trong việc bó hoa nhá. Với những bạn nào mà không khéo tay lắm thì mình nghĩ là cái cách bó hoa này là cũng khá là đơn giản đấy. Chúc các bạn thành công nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nhá.